Bữa nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Bữa nay mình có thịt gà. Gà này có trứng nha. Này gà ta. Thì bữa nay mình làm món gà hấp bốt. Này gà ta nha. Món này chủ yếu là để ăn chơi thôi. Gà mình mang sạch rồi. Gà này ngon lắm. Này gà ta. Nguyên liệu tiếp theo của mình thì đây có đậu bắp. Bên đây là hành. Rồi cái này là mốt. Rồi tỏi. Mình làm món gà hấp mốt nha. Rồi bây giờ mình bắt bếp lên để mình luộc gà. Nấu nước cho sôi rồi mình luộc gà. Đây mình có đây là cuối cùng. Mình lấy miếng mình cho vô. Rồi mình cho muối vô. Rồi để nắp lại. Còn đây là nấm kim châm. Mình ngâm với nước. Ngâm nước này mình có 3 miếng muối đó. Rồi ngâm để nó đi, chút xíu lập. Rồi, bây giờ nước này bắt đầu sôi rồi. Mình cho gà vô. Gà của mình nó lớn ở cái nồi rồi đó. Giờ chỉ còn cách thôi. Bây giờ mình không phải làm vậy thôi, chứ gà nó bự quá. Bây giờ mình ra cho hết rồi. Còn là mấy cái nồng của nó. Mình ra đi. Rồi, cái tiếp. Rồi, giờ đi nắp lại thôi. Giờ đi nắp lại ha, cái tiếp. Sẵn. Rồi, đây. Mình cũng giảm lượng chính rồi, bây giờ mình cho tỏi vô. Rồi tỏi nè. Mình là nấu thêm chút xíu nữa. Chở nhà cái này chút xíu mình còn nấu lại cái này mình để nó tiếp. Nấu nãy giờ chắc cũng được rồi, cũng không cần nấu chín lắm đâu, tại vì chút xíu mình còn nấu lại nữa. Rồi giờ tắt bếp rồi. Rồi, chuẩn bị bây giờ mình bắt đầu xé thịt gà ha. Đây kéo chặt nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xé gà ra. Đầy trứng nóng luôn nè. Nóng lắm. Cắt ra từ từ thôi.
Này, sau khi mình đã cắt thịt gà ra xong à. Thịt gà mình cắt xong rồi đó à, trứng ngon ha. Rồi, bây giờ mình tiếp tục chuẩn bị tiếp thôi. Rồi bây giờ mình cắt bớt ra. Giờ là mình tới các đầu bắp. Đơn giản. Các đơn giản. Thành mình cắt làm hai phải không? Dạ. Nấm này rửa lại, nãy ngâm nước muối rồi giờ rửa lại sao? Nấm này phải Sau khi nấm của mình đã rửa xong à. Này rau chuẩn bị của mình đã xong rồi đó. Đây, món ăn của mình đó. Này mình ăn kèm với bún ha. Từ nay nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương là món này ăn chơi. Rồi, bây giờ nước sôi rồi, bắt đầu mình nêm nếm. Thì bột ngọt đó là Cái bột này ngọt mình không có xài đường nha. gì hả rồi rồi thì còn khẩu vị của mỗi người mà mình nêm cái khẩu vị nhé. Này bốn muối chắc cũng ít à. Trước này là mình nấu bằng nước dừa. Cho dài vô nè. Rồi, bây giờ chuẩn bị ăn thôi. Bỏ vô cho chín. Nãy là mình nấu sơ thôi chứ chưa chín rồi. Bây giờ mình nấu chín rồi. Mình cho gao vô luôn hết. Cái nước vàng vàng đó là mỡ gà đó. Mỡ con gà. Nấm gì cho nó chín nha. Nấm màu chín lắm nên là ăn nhiều bỏ nhiều cho dễ ha.
đợi lên chín thì ăn thôi. Thôi chưa? Rồi. Nước chấm này mình đang chanh vô. Rồi bây giờ thì chuẩn bị ăn thôi. Rồi, bây giờ mình dùng thôi. Đây chính đây nè. Rồi. Qua nè. Rồi, mình cắt thuốc bây giờ vào đây nha. Mời mọi người ra xem.